đi cắt thì mẹ em để chị đến. Cho em tối với. Anh có nhận mẹ con em không? Cái chị chưa xem cái chương trình của em tí nào, làm sao để xem? Wow. Bên kia kìa. Tùng ơi. Tùng ơi. Bao giờ đi cắt thì mẹ em để chị đến. Cho em có rồi. Trong
Dạ con đợi chú Quỳnh lên. Chết em, chết em. Chết không chết. Không. Em đứng ngoài. Dạ rồi, mọi người nhìn đây nhá. 2, 3, tươi lên này mấy ơi. Đúng rồi. Ok, em cảm ơn. Xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí mật VBIT. Chúc các bạn những ngày tốt lành.